Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trò chơi kẻ săn người. Và người bị săn hôm nay sẽ có sức mạnh của làng Hy Hao. Kẻ đi săn giết được kẻ bị săn sẽ giành chiến thắng. Còn kẻ bị săn chỉ cần giết rồng Ender mà không chết thì cũng sẽ giành chiến thắng. Phần thưởng sẽ là một chiếc đai vô địch. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Manhunt nè. Một mình sẽ chấp con gà bên kia, năm con gà bên kia, kẻ đi săn mình các bạn ơi. Vậy nếu mà ai thắng thì sẽ giành được một chiếc đai vô địch như thế này đây các bạn ơi. Anh sẽ giành bọn em được rồi. Tụi bay lên rồi thì nói đi cưng. Chưa hết đâu. Nhưng mà tao sẽ có sức mạnh đó chính là chỉ cần 3 phút thì tao sẽ đổi một Hy Hao. Vậy vậy. Dạ đi. Thì mình đi anh ơi. Thì mình đi. Hy Hao mạnh không vậy? Nếu mà 3 phút ông đổi một Hy Hao thì bọn tôi sẽ full giáp kim cương. Cái đúng rồi. Full giáp kim cương hả? Trời ơi, full giáp kim cương luôn sao? Cái gì vậy trời? Ngu nào vậy? Bây giờ sau khi bắt đầu thì trong vòng 5 giây thì tụi mày mới được chí tao, ok? Chơi luôn. Chơi luôn. Chạy gì mà tao? Chơi gì mà tao? Đây. Bắt đầu. Đi đây. 1 2 3 5 giây, 5 giây tụi mày mới được chí tao. 5 giây, 5 giây. Được heo nè. 5 giây nè. 5 giây này là mình đủ chạy rồi các bạn ơi. 5 giây này là mình đủ chạy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đặt cái khối này trước. Mình sẽ đặt ra một cái khối gỗ trước. Tụi nó tới thì tụi mình bắt đầu chạy thôi các bạn. Tụi nó đang đeo bám mình rất là kỹ, từng tí từng tí các bạn ơi. Nên là mình phải cần một cái gì đó để cắt đuôi tụi nó trước đã. Nên là bây giờ mình sẽ cố gắng đi kiếm cái gì đó để cắt cái đuôi tụi nó các bạn ơi. Tao đang câu giờ để đếm tới giây phút thứ 3 đầu tiên để tao xử tụi bay. Đâu đã là câu giờ tụi bay. Nãy giờ cũng gần 3 phút rồi chứ. Mới có 1 phút mà mày đếm sao ra 3 phút hay mày? Thì em mới nói gần nữa mà. Anh lo chạy đi rồi, em chạy bây giờ. Mày bay lên nhanh lên. Trời ơi trời ơi, nhanh lên nhanh lên. Tụi nó còn đánh nhau để đẩy nhau nữa các bạn ơi. Tụi nó tới đâm đứa, mình chỉ có 1 đứa mà bây giờ hiện tại mình không có đồ gì hết, mình có 2 cục gỗ mà tụi nó thì full giáp kim cương, full kiếm kim cương luôn. Ý hai chạy nhanh dữ vậy. Ê ê ê, phải chạy chứ, phải chạy chứ. Không chạy chết sao, chạy chết sao? Hiện giờ thì nó mới cho có 2 phút thôi các bạn ơi, mình chỉ cần tận 1 phút mấy nữa mình mới có thể có được cái đầu tiên. Thì với lại thằng ngáo này nó gần lắm rồi, gần lắm rồi các bạn ơi. Mình sẽ quẹo, mình sẽ quẹo, mình sẽ quẹo. Còn 2 phút mấy rồi. Còn chặn đầu nữa các bạn ơi. Tụi này nó còn chặn đầu mình á. Hơi khó khăn các bạn ơi. À mình biết rồi, biết rồi. Biết rồi, mình biết rồi, mình biết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đây canh, đúng rồi, đây canh, đúng rồi, đây canh. Đúng rồi, em đứng ngoài cho. Để chặn cái chỗ này lại để tiếp theo mình xem. Leo lên. Tao mất tiêu rồi. Ôi trời ơi. Anh này. Mình sẽ giúp mình giao đồ ổng chi trời. Bây giờ thì mình có được giáp kim cương rồi các bạn ơi. Đi đâu? Ơi, chạy đi đâu? Ui. Cái gì nó đẩy đồ trong nhà nó chi không biết nữa. Eo. Có ai đánh em vậy? Trời ơi. Dạ. Gì vậy trời? Đánh em. Chim mày. Chim mày. Tụi em chờ ngoài không thấy ai đó xuống nhà vậy. Ấy đấy ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nhanh thế nhanh. Trời ơi, sao chạy nhanh dữ vậy giống con chuột mấy con hoài. Tôi là con mèo hả mà đuổi ông hoài vậy? Mình sẽ tiếp tục lấy gỗ thiệt là nhiều các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục lấy gỗ thiệt là nhiều. Tôi đang mất tiêu ấy. Mất tiêu rồi. Hình như còn trong nhà đó, em ở ngoài. Lấy gỗ cho tôi lên cho tôi. Lên đuổi eo. Nè. Đúng rồi. Không, tụi nó sẽ không vô nhà được, tụi nó không vô nhà được. Ủa, hái cái bụi cỏ đi. Ủa, mấy thằng ngu. Cái bụi cỏ vậy ta, nhảy lên cao vậy. Đâu rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy tiếp thôi các bạn. Bây giờ mình cần nhốt lại để mình solo với một đứa các bạn ơi. Mình cần kiếm một chỗ để mình solo với một đứa đó các bạn ơi. Đâu rồi, đứa nào xuất. À mày vô đây đi con. Mày trước rồi, mày xong rồi. Đợi tụi nó vô là mình sủi đi là vừa đó các bạn ơi. Mà vừa đúng lúc đó là hết thời gian, lộn tới thời gian mình biến nữa. Đợi đây, đợi đi không ạ. Quầy Hy Hao bại hoại còn mặc giáp kim cương nữa các bạn ơi. Nhưng mà thằng Hy Hao này nó không bất tử đâu, mình chơi được. Không bất tử gì mà tôi có đèn em. Xử nó, bọn chúng nó ta. Xử nó, xử nó.
thời gian rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi sinh tồn thôi các bạn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chị cứu lại con của em đi em ơi, con của em ơi. Em đây solo với hai con rồi. Đúng rồi. Dạ. Con Giáp. Con Giáp. Xong rồi. Hồi nãy con ừ đúng rồi, con Giáp Bi nữa. Giáp. Giáp Giáp Bi. Trời ơi, sao đâu được ta. Hay là bây giờ mình cũng đi tìm đồ đi. Tìm đồ gì nữa, mình giáp kim cương là mạnh nhất rồi. Đây 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 có cái hang nè. Trời ơi, hang này cục mà. Hang cục nhỏ xíu sao vô. Tụi bay bây giờ lấy bờ lông bắt lên cao đi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ chỉ nhóm này các bạn à để tiêu diệt chi ha. Em ở tút trên cây cao rồi mà cũng không thấy ai hết nè. Giờ sao phải tìm Mia đây. Mày tao biết rồi, bây giờ chúng ta không cần tìm Mia đâu. Mia sẽ tìm chúng ta. Tại vì cái đai còn trong tay mà. Ờ ha. Ừ, bây giờ mình chứ. Cái đai đi. Đúng rồi, quay lại chỗ cái đai đi. Ok đi 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 đi. Trời ơi, quá đơn giản mà nhàn hạ nào. Không biết bây giờ tụi nó cực khổ như thế nào hả các bạn. Được rồi, mình sẽ lấy cây cúp và lấy cái bàn chế tạo đó lại. Một cục nè, hai cục nè, ba cục nè. Được rồi, mình sẽ có cúp đá rồi các bạn ơi. Bây giờ điều đầu tiên là mình phải đi kiếm sắt thôi các bạn ơi. Đây chính là cục sắt nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đào sắt cái này nha. Rồi, một cục à. Hình như là mình cũng sắp tới thời gian mình biến hành được một hi-ha-ô mới rồi các bạn ơi. Là bây giờ mình cứ đào sắt trước đi. Ú, ba cục luôn các bạn ơi. 8 cục, 9 cục và 10 cục các bạn ơi, 10 cục sắt. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo những cái món đồ mới đó các bạn à. Tụi nó bây giờ đang rất là cực khổ và mấy thằng hia bại hoại của mình rồi. Mình hết than luôn rồi. Thôi trên kia có than, mình sẽ chạy lên trên đó mình lấy thêm một xíu than nữa các bạn. Với cái đống sắt đó mình sẽ chế một cái cúp sắt và một cái xô các bạn ơi. 10 cục than, 10 cục than. Rồi đem vô trong đây, tháo cái này ra, bỏ cái này vô các bạn ơi. Mình đã có cái cúp rồi các bạn ơi. Trời ơi, mình có 3 cái cúp luôn các bạn. Cái này mình cũng không cần nữa, mình dục luôn đi. Không biết dưới này có thêm gì không ta. Đây thôi tụi bay ơi. Thấy tôi thì hai dưới đây nè. Kim cương, kim cương. Trước tiên mà lấy kim cương chứ đã, mà lấy kim cương chứ đã, mà lấy kim cương chứ đã các bạn ơi. Ngu. Thôi nè. Nè. Để anh đẩy, đừng có để anh đẩy. Ngon. Rồi. Được. Này. Anh chạy kìa, gần chết rồi đó. Chạy. Ấy da. Cúp nè. Đau. Rồi mất tiêu rồi. Hướng nào vậy? Hướng này nè, chết rồi. Không có đỏ nè. Rồi đâu rồi? Được rồi. Ảnh đè ship rồi. Tàn hình luôn rồi. Trời ơi, đau mất rồi. Trên đầu tụi mình rồi á. Nãy nghe tiếng bi lên trên á. Đau. Đập hẳn đi. Đau đây. Trời ơi trời. Trời ơi. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Được rồi, trời. Rồi luôn, lãng đi lỡ thằng nháo nó bán nhà luôn rồi. Trời ơi, nãy em nghe tiếng mình đã thiệt mà. Ôi, mình biết anh Nha ông mới các bạn ơi. Ôi, trời ơi, Nha bạn đang hãm. Anh Nha là lại kìa. Ê, cái tay anh Nha trên đầu mà, trên đầu mà. Đi lên. Đi lên. Đâu. Mấy này nó mù nặng luôn. Đâu rồi? Sao đặt đóng đuốc ở nhà vậy? Ủa, mình mới chạy ngang qua đâu mà tao không thấy luôn, quên nè. Ủa đâu rồi chạy? Đây. Đây. Này kìa. Thôi này. Hồi nãy nhìn lộn tưởng A Bi. Ấy da. Đánh đi. Ấy da. Một đứa. Ui. Đâu. Coi chừng đó. Chết rồi. Đâu. Ồ nó sao bọn mình tôi vậy? Ôi. Đây để em cứu. Ấy da. Nó. Bỏ lên. Ở sao đây? Tao lên, đi lên rồi luôn. Đi lên đi. Bây giờ lên đi nha, cứ đánh xuống rồi trời ơi, đổ lên ba. La ba cha ba cậu. Được rồi các bạn ơi. Có khó nhưng mà đào lên là gặp lava tụi nó. Sửa rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xuống địa ngục thôi các bạn ơi. Đi lên các bạn ơi. Cho tụi nó ở đây đi các bạn. Ok, mình đi lên các bạn ơi. Tụi nó đang loay hoay để tìm cách để đi lên rồi các bạn. Được rồi, đi rồi. Bây giờ lên nè, đi lên đường này đi các bạn ơi. Lên được rồi, đi lên, bây giờ tìm đi. Giờ đường lên, giờ chỉ có cách chắc là đào lên trên thôi chị ơi. Chứ giờ đào đi kiếm bên đi ha là được. Kiếm bên đi ha là được, nhìn bao quát vô. Dạ, kiếm đâu trời, giờ mình lạc ở đâu luôn rồi. Nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó. Trời ơi.
ơi là trời, mấy đứa kia ngu quá à, chết hết rồi. Mấy ông nội kia đó hết chân rồi trời. Kia phụ mình kiếm đường lên, đi kiếm đi nha thôi. Kia tụi mình không làm được gì đâu. Chia ra, chia ra, chia ra, đi vào xài. Mình phải tìm đường, mình phải tìm đường để ra khỏi cái hang này cái. Ờ, đi ra mà giết chồng trước khi mà tụi mình mà tìm được cái hang là tan đó. Ok các bạn ơi, xong xong cổng rồi, xong cổng rồi. Bây giờ chỉ có cần à, cái là mình thấy ra rồi. Ở đây cổng đây nè. Đây nè, đây nè. Ủa, có ai đâu? Ở đây có cái cổng. Cái cổng này ra ở đây. Ở da đang mất rồi. Ông Phi ơi, đi rồi. Đâu, 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 thấy rồi, thấy rồi. Ây da, ây da, ây da. Ây da, ây da. Ây da, ây da. Ủa mà chị vô đi. Bỏ đi. Cái gì này có tác dụng gì vậy? Thằng này ở đây xìu rồi, nó không có tác dụng gì. Trời ơi, cây đấy nhờ, cây đấy nhờ. Rút kinh nghiệm em, có đem theo cung rồi. Bắt cô giỏi leo lên đi, bắt cô giỏi leo lên đi, chạy xuống đời nào. Nè, chạy xuống không? Vậy là dí vô chị Abi. Con Abi này nó dí sát dữ ta. Anh đứng lại coi, không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng, không quan trọng các bạn ơi. Đứng lại. Tụi mình tự quánh lộn luôn rồi. Ôi sao lộn thộn quá vậy? Giống như người mà hồng hồng không thấy ai vậy? Em toàn quánh lộn chị Abi không à? Hồi nãy tôi cũng tưởng Abi luôn á. Rồi, ê, có dám sẵn thì có chui vô. Rồi, rồi, xong rồi. Sáng sau lưng nè. Chuyện chở tới. Mày hả bán nó hả? Khó chịu quá. Mày hả bán nó hả? Mày hả mày? Có chân, có chân. Ngu. Trời ơi, bị kẹt luôn rồi. Em chặn lại được lắm rồi. Trời ơi. Tụi nó yếu, tụi nó không biết cách nhảy, tụi nó nhảy lộn dưới chết đó rồi các bạn ơi. Rồi cắt đuôi được tụi nó là vui lắm rồi, cắt đuôi được tụi nó là vui lắm rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bắt qua các bạn ơi. Bây giờ mình phải cần đi tiếp theo là đánh mấy cái con quỷ lửa này các bạn ơi. Ôi dồi ôi. Trời ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ cũng qua tới phút thứ 6 luôn rồi các bạn ơi. Có nghĩa là mình chuẩn lộn thứ 9 rồi, bây giờ mình chuẩn bị qua Hiao mới các bạn ơi. Wow! Mình biến Ania Flame các bạn ơi, nó còn cho thêm mình một cái giáp bát nữa nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái giáp bát này để mình gắn vô thay thế rồi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ mình có thêm cái giáp bát nữa rồi. Bây giờ mình bay đi với giết quay quỷ lửa, giết quỷ lửa thôi. Rồi, mày nè. Còn một cây các bạn ơi, mày nè. Có luôn các bạn ơi. Mày. À. Mày nè, bất ngờ chưa con? Giết luôn các bạn ơi. Mày nè, cao không ra các bạn ơi. Không ra cái que bị lửa nào hết. Trời ơi, ra cuốn sách gì cho tôi vậy? Trời ơi, đâu cần đâu. Ê, bây giờ mình phải cần ra que bị lửa mà. Mình cần ra que bị lửa các bạn ơi. Này rộng ra các bạn ơi, đập rộng ra để cho nó xuất hiện dễ hơn á mọi người. Nhanh lên. Nhặt được một cây nữa các bạn ơi, ngon. Trời ơi, tôi không có xì bít, tôi không phải dân xì bít rinh nên là tôi không biết được là cần bao nhiêu cái que quỷ lửa là hợp lý á mấy bạn ơi. Trời ơi, đợi quỷ lửa ra hơi bị lâu luôn, lắc luôn á trời. Còn thử bao nhiêu rồi đây. Mình có đầy đủ 13 cái thì mình đi đánh đủ cho ta 13 cái cho dư rồi đó mấy bạn ơi. Gọi là cái bảng này 1.12 hình như không có mấy con zombie big lin để mình đổi đồ các bạn ơi. Nên là mình phải cần đi đi farm ngọc ender các bạn ơi. Nhanh lên. Em chưa chết, em còn kinh nghiệm này, cứ quăng đồ đây em chị em cho. Có kinh nghiệm rồi nè. Nè đồ cho đi làm giùm mấy mới chết đâu. Em chán đi. Trời ơi. Để chị giùm lấy đồ chứ đi. Trời ơi. Tại một cái chỗ này thì á thì không thể nào về được. Rồi em chặn đầy đủ luôn rồi đó. Bộ rồi nè mấy bạn ơi, được rồi, tụi mình sẽ mai bay ra để trời ra quay trở lại. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đi về rồi các bạn ơi. Trời ơi, có hàng Hia Flame này bay tiện lợi quá các bạn ơi. Tao nghe được tiếng của Hia rồi tụi bay ơi. Ui chết rồi, em chưa đủ bộ. Ôi anh biết bay kìa. Có biết bay thì cũng sẽ chết thôi. Thằng Hia Flame thằng lửa đánh rồi. Bắn nè. Khó chịu vậy ta. Dạ mà không có anh chị em đâu. Khó chịu quá, giờ mình không vô được các bạn ơi. Coi chọn kìa, anh con kìa. Trời ơi. Ơ gì vậy? Tâm cái gì vậy? 10 điểm. Ủa mày làm cái gì? Đi rồi các bạn ơi. Sổi. Đi lẹ đi bạn ơi. Trời ơi, từng nghe cái mình biết là Nia Thao
vậy là farm mấy con quỷ lửa làm cho mình tốn thời gian nhiều quá mấy bạn à. Thôi đi lẹ. Được rồi, bây giờ mình phải đi kiếm Enderman để giết khỏi các bạn. Ui, tên của nó kìa. Thấy cái tên rồi. Thiên tượng là sao? Không được. Hết thời gian rồi. 1, 2, 3. Ôi ôi, còn có vụ này nhìn xuyên tường mình nữa. Trời, cái gì vậy trời, sao càng ngày càng khó vậy? Tôi nhận ra rồi. Tạm biệt cháu miền xa nha. Bơi đi, bơi tới mày. Bơi đi. Chạy đường đi. Cái gì đó vậy, xuyên tường quay vậy? Yeah, thấy rồi. Xuyên tường quay vậy. Bây giờ muốn núp cũng núp được luôn các bạn ơi. Mình có bị xuyên tường các bạn ơi. Chết tôi rồi. Bây giờ tụi mình phải cố chạy tới chỗ quay vậy. Muốn mình quên. Đó, em quên. Ai nữa à? Cái gì vậy trời? Ơi, bây giờ mình phải đi kiếm Enderman đó các bạn ơi. Cái kiểu này không ổn thế nào hết. Trời ơi, Enderman ở đâu đây trời? Nhanh lên. Đây rồi, một con các bạn ơi, một con. Mày nghe tiếng ở đâu vậy? Rồi, một mắt ngon lành. Ồ rồi. Hình như anh đang đi lấy mắt. Bên đây nè. Đi lẹ. Đi lẹ. Nhanh lên. Trời ơi, cái khu sa mạc bộ nó xa chỗ này lắm hay sao mấy bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình đi xa đến nỗi mà mình biến thành Niades luôn rồi đó mấy bạn à. Mình còn chưa có cái gì hết nữa. Trời ơi, bây giờ chưa tìm được Ngọc Ender nữa, mới tìm được có ba con mắt rồi các bạn ơi. Có vẻ không ổn tí nào rồi. Enderman rồi. Mày nè. Ô vui quá xa là vui. Cái gì nữa vậy trời? U là trời, bây giờ đánh nhau với năm đứa này mình còn phải. Này có sức mạnh gì vậy? Sức mạnh gì nè? Đừng có chiến thủ, tranh thủ các bạn ơi. Tranh thủ. Là lửa linh hồn hồi nãy à. Trời ơi. Đi ra chỗ khác. Ai nhìn như mấy em mẹ vậy? Đứng nè. Ủa quá trời Enderman kìa các bạn ơi. Anh đi nha đi. Không có mắt. Được mắt thì lấy chạy luôn. Đừng để anh nhặt lại. Yếu xìu mày đặt ra gió hả mày? Ây à, anh lấy được mắt rồi kìa. Ôi. Thằng nào nào có kiếm lửa vậy? Nào kiếm lửa ác vậy? Mày nè. Không ra luôn các bạn ơi, sao mình xui dữ vậy trời. Giết không ra con nào có Ngọc Ender hết các bạn ơi. Giết ạ. Đi ra chỗ khác. Bậy đâu có sống da như vậy. Sống da thành quyền thoại phi vai hả? Không ổn rồi. Anh đứng lại đó, chiến xe hướng anh rồi nè. Lên đi cây bay, chơi. Nó đóng đồ luôn các bạn ơi. Lụm đồ quá. Ai da. Sao hả bạn? Chết rồi. Không được, không ổn rồi. Trời ơi, lại dùng cái gì? Ai chiêu cho tụi này chết cút hết chỗ này đó các bạn ơi. Không ổn rồi. Ây da, trời ơi. Đây rồi. Mày nè. Trời ơi. Mày kiếm lửa mà đụng lửa chùa thấy bà mày rồi. Còn Jimmy hả? Lấy lụm ngọc. Ủa cái gì mà ổ? Ê ngon. Ngon. Quay làm như chỗ này gần lắm vậy. Quay trở lại. Enjan đã đi. Ok. Nhanh lên mình đi giết. Giết rồi Ender. Hồi lâu mình đi giết rồi Ender các bạn. Chứ mà giết Jimmy các bạn. Nó là mình cứ tập trung thôi. Đâu rồi. Enderman. Tôi cần Enderman. Áo ngọc. Như nào? Thôi được rồi các bạn ơi, đủ mắt Ender rồi, đi luôn rồi. Tôi sẽ chặn đường bạn, không cho bạn đi đâu bạn ơi. Bạn muốn đi đâu có dễ như vậy. Trời ơi, tụi nó đâu rồi trời.
được không được rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái này ra rồi lên nè. Rồi nè, được rồi, tôi đi đây. Đâu rồi đây rồi, hướng này trời ơi, má ơi, được rồi chết nè, chết cái cục cất. Ủa, mình đang là Hia Galaxy các bạn ơi, nên là mình đập siêu nhanh luôn các bạn ơi. Ủa, tới rồi. Bay được. Đang ở gần, không có xuyên tường đâu, theo kỹ kỹ đi. Thì Hia Galaxy thì bay được các bạn ơi, không có gì phải xoắn các bạn ơi. Thế là mình sẽ tìm cái này, đóng này nhanh thôi các bạn ơi, đập luôn. Đâu rồi? Ui. Mình không có con mắt, khó tìm quá. Phòng sách các bạn ơi. Đâu vậy? Ôi trời, xuyên tường. Rồi, tới nữa rồi. Đã khó rồi, còn gặp mấy cái này nữa hả? Đâu vậy? Đây, tới rồi các bạn ơi, tới rồi. Ui, đập cái này luôn, ui giời ơi, được rồi. Gắn ngọc lên đây thôi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, được, đúng. Đặt thôi. Em đổi rồi, thấy anh tới ngày mai. Nghe cái tiếng kìa, mở cửa ngọc rồi kìa. Anh Ngao đánh rồi, đi nhà đi. Vô rồi, tụi mình sắp xui rồi đó. Anh đang bay đập kìa. Trời ơi, gì vậy? Chịu quá. Được rồi các bạn ơi, bây giờ thì xử cái này thôi. Một nè, vô lỗ luôn. Chiều cuối hả? Đặt cái con này lên. Ôi mày mất vậy. Đặt xa ra, đừng có đặt gần quá. Trời ơi, tụi nó đặt hết cái rồi các bạn ơi. Giết. Trời ơi. Tiếp, càng giết là càng hồi máu rồi các bạn ơi. Khó chịu quá. Ôi, nào bắn tôi. Bắn nè. Đập hết, phá hết. Không được rồi. Mọi người đặt thêm mới xíu rồi. Trời ơi, Galaxy lỗ quá. Thì ao gì đây? U, được nghe mốc một. Rồi. Ông quay trở lại mọi người ơi. Rồi, cho tôi hay nè. Rồi, tụi mày muốn làm gì? Tụi mày muốn làm gì? Ok. Không lẽ giờ anh đâm cái chết con rồng? Hồi máu nhiều lắm. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lên nữa các bạn ơi. 150. Hồi lẽ lên. Hồi đây. Phần thắng ok. Đủ. Bài này sai dữ đây. Ok, Jimmy nằm lên này đi. Nằm chứ. Nhà vô địch của chúng ta là tôi. Đây rồi. Tôi biết là bình thường rồi. Ok các bạn ơi, video này của mình cũng đến đây rồi. Hẹn gặp lại bạn nhớ video tiếp.